Kết hôn hơn 60 năm, ông Nguyễn Văn Chuẩn 85 tuổi và bà Anh Thị Dần 83 tuổi ở Văn Lý Lý Nhân, Hà Nam, sinh được 10 người con, tất cả đều thành đạt. Tính đến nay, con cái, cháu chắt của ông bà có một phó giáo sư, 8 tiến sĩ và 23 thạc sĩ. Đám cưới chú rể không biết mặt cô dâu. Mỗi khi nhắc đến kỷ niệm cũ, bao giờ ánh mắt ông Chiểu dành cho hoàng hậu cũng đầy ấm áp. Bà Dần quê gốc ở thôn Nguyên Lý Lý Nhân. Bố mất sớm, từ nhỏ dạy bà đỡ ngớ ngẩn mẹ gánh vác việc gia đình, nuôi cắt kinh. Ông Chiểu luôn dành cho hoàng hậu sự yêu thương, trân trọng. Năm thực dân Pháp đi càn, mẹ bà đưa các con chạy về thôn Văn Lý tản cư. Tại đây, mẹ bà Dần và mẹ ông Chuẩn gặp gỡ, cô Kinh biết rồi hai bên tấn công tiến kết sô gia. Chưa đầy 16 tuổi, bà Dần về làm dâu nhà chồng. Ngày xưa, thân phụ mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Chuyện hôn sự đều do người lớn sắp đặt. Từ khi hai gia đình hứa gả con cái cho đến khi tổ chức đám cưới, tôi không biết mặt cô dâu xấu, đẹp ra sao. Kinh khủng mẹ thông báo mai đi gọi hoàng hậu là đi, miệng cười cợt hiền, ông Chiểu kể về mối tình của mình và hoàng hậu. Ngôi nhà ngói đơn sơ của hoàng hậu chồng ông Chiểu ở Văn Lý Lý Nhân, Hà Nam. Đám cưới của ông bà diễn ra giữa thời loạn, cuộc sống cực kỳ thiếu thốn. Tuy vậy, hôn lễ vẫn toàn diện các thủ tục, dạm ngõ, ăn gỏi, cưới kinh vô. Tôi được mẹ sẵn sàng cho bộ án dài, căng xếp. Cổ cưới chỉ có thịt lợn luộc thái ra mời khách, thêm đĩa rau và bát nước luộc thịt làm canh. Lúc đóng dâu về, tôi mẻn lẻn lắm. Đó cũng là lần trước tiên tôi và ông Chiểu biết mặt nhau. Lấy nhau lúc còn trẻ con, chúng tôi cũng không có đêm tân hôn. Suốt mấy năm đầu, tôi nằm với chị chồng và mẹ chồng, bà Dần nói. Sau lễ cưới, ông Chiểu nối tiếp việc học tập, bà Dần ở nhà trồng cấy, chăn nuôi. Trưởng thành, chín chắn hơn, ông bà mới thực sự sống đời chồng hoàng hậu. Trọng vẹn một đời. Nên duyên từ sự sắp đặt của người lớn nhưng cuộc hôn nhân của ông bà vẫn hạnh phúc. Vợ tôi ngày trẻ là người có nhan sắc, nước da trắng ngần. Một khi đã yêu, mọi thứ đều trở nên xinh tươi hết, cười cợt khà khà, ông Chiểu chia sẻ. Suốt năm tháng ấy, họ chưa từng cãi giả, to tiếng. Kể cả giai đoạn khó khăn, nghèo nàn nhất về vật chất, đời sống tình cảm giữa hai hoàng hậu chồng vẫn mang một màu sắc hạnh phúc. Bà Dần bên cô con gái thứ 4 chị Nguyễn Thị Xuân. Lấy chồng, sinh liên tiếp 10 người con, cả một đời hoàng hậu tôi tần tảo, thay chồng gồng gánh lo toan. Tôi làm thầy giáo dạy thể dục, trường ở xa nhà, cả tuần mới về thăm hoàng hậu con một lần. Các con thành đạt, có hiếu như ngày hôm nay đều một tay bà ấy dạy dỗ, nuôi nấng. Bất cứ việc gì làm ra tiền, ra gạo, hoàng hậu tôi chẳng nề hà. Buôn bán, lãi 2,3 bơ gạo cũng nhặt nhạnh nuôi đàn con. Chưa lúc nào thấy bà ấy than vãn, kêu ca nửa lời. Tôi dạy học trên Thường Tín, cách nhà 40 km. Nhà đông con nên gia cảnh tôi cực kỳ khó khăn, không đủ tiền mua kinh cũng đạt. Chiều thứ bảy tôi đi bộ từ trường về nhà, ròng rã mấy tiếng mới đến nơi. Ngày đầu tuần, tôi dậy từ 1 giờ sáng sủa lên trường. Tôi thương con 10 nhưng thương hoàng hậu cấp bách ngàn lần, nhà giáo 85 tuổi tâm sự. Chia sẻ về việc sinh nhiều con, bà Dần cho hay, thời trước chưa có biện pháp tránh thai như hiện giờ nên ông bà không kế hoạch quá. Năm 1977, sau khi sinh năm Nhi Út, địa phương mở màn có chính sách đặt dòng tránh thai. Chị Kinh Thanh nữ thôn Kinh Khủng ngại, Kinh Khủng ảnh hưởng đến sức có khủng, tính mạng. Bà Dần không nao núng, xung phong đạp trước tiên. Ông Chiểu hết sức ủng hộ, động viên hoàng hậu. Kỷ niệm lần đó, bà được tặng chiếc quần lụa sa tăng Trung Quốc. Giờ đây, ở tuổi xế chiều, con cái trưởng thành, ông bà có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Bà Dần thích đọc sách. Tủ sách uống màu ở gian nhà ăn là tài sản mà bà nâng niu, trân quý. Chính vì ham mê đọc sách từ nhỏ dại, thông thuộc nhiều câu chuyện mang tính giáo dục mà hoàng hậu tôi rất thông thái, dạy con bằng chính những câu chuyện đó, ông Chiểu nói tiếp. Ông Chiểu thích sáng sủa tác thơ văn. Đặc biệt, nàng thơ xuyên suốt các tác phẩm của ông là hoàng hậu.
mỗi năm vào dịp mùng 2 chia chín, con cái, cháu chắt của ông bà từ các nơi tề tụ đông đủ, ông lại tặng bà một bài thơ kinh ngợi. Gia đình tôi chọn ngày 2 tháng 9 để họp mặt thay cho ngày Tết. Vì Tết, chúng còn bận rộn công việc, gia đình riêng. Để sẵn sàng cho ngày này, bà nhà tôi nuôi mấy con lợn, mấy chục con gà, mở tiệc chiêu đãi con cháu. Tổng số thành viên gia đình tôi hiện nay là 70 người, trong đó con cái, dâu thể là 20 người, 24 đứa cháu, 15 đứa chắt, 9 cháu dâu thể, ông chiểu thể,